Chỉ mới vừa trải qua chuỗi ngày nghỉ Tết Nguyên đán, song hiện nay rất nhiều người đã quan tâm đến số ngày nghỉ trong dịp lễ Dỗ Tổ Hùng Vương 30 tháng 4, mùng 1 tháng 5. Được biết năm nay vì trùng vào cuối tuần cho nên số ngày nghỉ của người lao động sẽ được tăng đột biến so với mọi năm. Theo đó, ngày Dỗ Tổ Hùng Vương mùng 10 tháng 3 âm lịch năm nay sẽ rơi vào ngày 29 tháng 4 dương lịch và trùng vào ngày thứ Bảy, còn ngày Giải phóng miền Nam thống nhất đất nước 30 tháng 4 và ngày Quốc tế Lao động mùng 1 tháng 5 lần lượt diễn ra vào ngày Chủ nhật và thứ Hai ngay sau đó. Do ngày 29-30 tháng 4 là cuối tuần, người lao động được nghỉ bù và 2 ngày đi làm kế tiếp là ngày mùng 2, ngày mùng 3 tháng 5. Như vậy, kỳ nghỉ sẽ kéo dài từ 29 tháng 4 đến ngày mùng 3 tháng 5, trong đó 3 ngày nghỉ lễ chính thức và 2 ngày nghỉ bù. Như vậy, vào năm nay, người lao động sẽ được nghỉ dịp Dỗ Tổ Hùng Vương, lễ chiến thắng, ngày quốc tế lao động từ ngày 29 tháng 4 tới hết ngày mùng 3 tháng 5, tổng cộng là 5 ngày liên tục. Đây là kỳ nghỉ dài thứ 2 trong năm 2023, chỉ kém 2 ngày so với lịch nghỉ Tết âm lịch năm 2023. Với thời gian nghỉ dài như vậy, người lao động và gia đình hoàn toàn có thể sắp xếp các chuyến đi chơi xa trước khi vào hè. Ngoài ra, thì theo công văn của Văn phòng Chính phủ, vào dịp lễ Quốc khánh năm nay, người dân sẽ nghỉ từ ngày 1 tháng 9 đến ngày 4 tháng 9, trong đó có 2 ngày nghỉ chính thức, 1 ngày nghỉ cuối tuần và 1 ngày nghỉ bù. Tổng số ngày nghỉ lễ trong năm 2023 của người lao động là 19, bao gồm 11 ngày lễ chính thức và 8 ngày nghỉ bù. Cộng thêm chế độ hưởng nguyên lương, người lao động được thưởng tổng cộng là 400% lương một ngày nếu đi làm ngày được quy định là lễ và Tết. Chúng mình là SNews và các bạn đừng quên like, share cũng như subscribe để cập nhật những thông tin mới nhất có trong ngày nhé!